cái ngon mà tập trung ăn. Không có ngon không mà kêu cho được. Nói nhiều quá mệt. Nói em sao nãy giờ kêu bia sao không nha. Không có bán bê. Đang quay hả? Quê em làm đồ hả? Thì chắp cũng mai. Bỏ kho xả. Quay cho. Bỏ kho á. Đó, bác quay lên xây 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 à. Ở đây đứng đi nè. Đứng cầm trái đi. Có cầm trái bà. Bò nướng mà nó không có sườn cay vậy. Đậu đường phải đậu đùi bò đúng không? Đùi bò với mì mì á chạy. Nghe không? Có món gì nữa ngon nữa? Món bánh chiên hùng. Rau nhái gì nữa? Rất tươi chứ không phải chiên to. Rau nhái là cái nàng đó, rau chiên. Rau nhái nè. Nó là cái gì? Rau nhái rau gì ai biết, có gì có ai rau cái anh không gần nhắm mấy món là con ngon rồi đó là lát lá gì lát mời vô đi cả nhà vô vô chúc mừng sinh nhật của bá với trời ơi vô vậy nè vô vậy chúc mừng sinh nhật bá này ngày mai ổng tính rồi nha ngày mai nhậu nhậu với bá nhà nha 1, 2, 3 vô mừng sinh nhật vui vẻ mừng sinh nhật vui vẻ 1, 2, 3 happy birthday phải cho bà Kho Đình Tùng á này hôm nay ta gặp bà ở đây đúng không? Đúng không đại không đem cái la mà không theo mỗi ờ bả chị quên ha về nhau nhau đậu ra chuyện tủ nước mắm ở đây len luôn ha len khói tiếp này bà ta còn tội tắt nên nhớ gớt đây cứu gì người cứu gì được chưa ngon có ngày mai, ngày mai uống, ngày mai ba sinh nhật uống. Nghỉ ngày mai hả? Ngày mai đổ đại hả? Mai uống nhà uống. Mai uống nhà đi. Uống đây khó chạy xe phiền lắm. Mai tới uống nhà đây. Còn. Mai uống nhà đi con cầm đêm nè. Có gì lát tối uống luôn mặc thì mai tối luôn. Lát tối về uống gì ngày mai. Mai tối. Uống rồi. Lát về uống luôn với con gì ngày mai nữa. Trời ơi trời. Trời ơi. Cái gì ở nhà. Cái này ăn gì vậy bà? Cuốn vào một cuốn. Cuốn vào một cuốn, ăn cuốn cái gì đào lao luôn. Không có. Ăn bò đi, ăn bò cơm trái rồi sao? Cuốn vào một cuốn. Cái này lao ra. Cuốn gì vậy? Ăn ăn hay vậy? Cuốn ngon. Ăn được đó. Bia sao lâu quá vậy em? Bia uống năm cây. Đủ rồi, để mai mốt mày lo mày. Anh lo mày nướng nè. Phải lo. Phải lo. Đủ rồi, đủ rồi. Không có gì. Đủ rồi, đủ rồi. Có người lạ còn khách sáo. Tự nhiên mọi người tự nhiên thấy ông vô lẹ. Có thầy ra đồ. Mấy ông đem kiểm nó kiểm đi lần lượt. Nó giờ nó chút còn ngon. Nó giờ nó cứ nó giờ nó cứ gì ăn. Hỏi này rồi. Kêu bia nhông cháo không? À, kêu bia bia kêu bà ai kêu bà ra bà nội hả không ra? Hả ra đi hả? Hả không?
cá sáu đại bia. Xin chào mọi người, hôm nay nhà mình đi Củ Chi ăn bò nướng nha. Rồi, vô mà chưa gì hết mà mọi người làm tới tấp chưa kịp nói chuyện luôn. Quá đói luôn rồi. Đói như sói luôn rồi. Đói như sói luôn rồi hả? Rồi trời ơi. Đứng lên luôn. Ngồi sao không kịp cái gì chứ đứng lên luôn. Bởi vậy. Nói từ hồi tối vậy nha. Đâu biết hôm qua tôi làm sẵn để sẵn sạch cấm cấm chỗ này còn ngồi dậu quá ngồi dậu chuyện này nhắc hỏi hello trời ơi em đang đứng lên luôn rồi thấy ớn không ngon quá à tại chủ yếu nó mắm nêm đúng không không mắm nêm không mắm nêm đi làm chưa biết ăn nữa sao biết ăn không bộ rồi chưa mẹ không chuốt được ăn này được mà trời mày giống bị chi chánh vậy hả mày giống bị chi chánh vậy ai mày giống chi chánh à được, ăn mắm chuốt được đó ăn mắm kho được mắm chuốt được nó mỗi mỗi mới ăn hả tỉ ra mòn không quay được rồi lát còn ăn sao rồi coi rồi mọi người kìa vô chưa kịp nói gì thắng giờ nó cho miếng đường pha vô quá mạnh vô tay cắt chỉ thì để cho miếng đường nó là miếng cháy em sẽ chỉ miếng đường em chạy chạy cho em một miếng đường cháu gừng tao để quay keo coi không rồi. Ba tên không biết ăn mắm. Bởi vậy. Nhiều lắm nha. Mắm không ngon luôn ba tên. Ăn này ngon. Biết ăn mắm không? Ủa mì cũng biết ăn mắm nêm luôn hả? Dạ này. Ăn ngầu luôn, không biết luôn. Đâu rồi nó ăn đại. Nó đã gần ăn đại đi với nhau vậy em nói. Cái gì cũng ăn hết á. Ăn được không? Dạ. Ăn không trái nào. Dạ. Nó nói tôi cháy ngon. Giống này nè, nước này nè. Ăn tay nó mềm giảm tinh bột thì cháy. Trời ơi, lại đây giảm giảm. Ăn mà thôi chứ ăn thêm cháy như kia rồi. Ừ. Ăn thêm cháy. Ờ. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Hải thảo quá. Hải nào. Ăn thêm cháy lên ăn. Nó có ăn thêm cháy chưa? Đúng hả? Yeah.
lắp đầu kia à. Lắp đầu kia. Đây nè, đây này. Nó cây vậy, cây vậy. Đây vậy đi. Đây mà, ngầu bò nó nè, ngầu con. Nó rồi. Nó là cao, nó là cao. Nó không này nó mềm nè. Thấy hả? Dài không? Thì chằm vô. Không? Có chằm nè, không có chằm. Nó được chằm đâu sao? Ăn chằm vô. Cậu là khoái ăn muốn được chằm. Để nó có gà. Mày cho đi. Có. Thấy ai mua thơm vậy? Chị á. Con này là mua thơm nhỏ nhỏ á. Thơm mini. Chưa thêm nó trái rồi đó, quan ngâm mày có mua nó ăn sao. Thấy còn này nổi. Ăn nè. Còn nữa nè. Còn mấy đây không đủ. Muốn ăn cái gì kêu đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa, ăn mà thôi. Nó kêu cái hai ấy thôi. Thôi lẩu rồi. Thank you.
Cái xe bà. Cái xe. Cái xe đó phải tập độ á. Ngủ lép đi mà. Ngủ lép. Nè. Vô. 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 Tối qua con nghe má quên rồi, có gì đâu, lobo ở không thấy bà nó xin mẹ bà nó ở không nhất không nhớ bà làm gì ở không ngồi xuống ngồi cả tiếng một câu đạt ai tại gì nói bà không làm cái mắm gì bà không nhắc bà không tôi nhớ nhắc là tôi làm luôn không vừa. Ừ. Ăn đặc sản mấy ăn mắm luôn. Ăn thử đi. Sao ăn được làm sao? Thí dụ mày cái món đó mày không thích biết ăn làm sao nè. Nó biết ăn món gì. Món gì cũng biết ăn. Món gì cũng biết ăn, thịt người chưa ăn. Ăn luôn. Luôn ăn chưa ăn. Có thịt người nè. Rồi vô. Rồi vô đi mọi người. Vô ngoài khỏi ăn luôn. Rồi. Đúng không?
đúng quá nha. Đúng quá. Đúng quá. 1 2 3 vô. Tôi gửi lên là ngầu cầm cái này nè. Ngầu áo dài không hả? Nó dài. Không dài. Miếng à? Anh nghe miếng gân thể dài. Dài không? Không dài được. Không dễ ra. Nè, miếng không dài nè. Không biết tại sao má để nguyên cục ăn bự quá. Dài ra đây. Ngay gân á, anh ngay gân thôi. Không miếng dài. Kiếm miếng nào nạt không á? Lấy nạt không á, tại vì là nó mềm. Phải có gân gân thể dài thôi. Gân gân mới ngon. Đã mới ra. Nè, cái bé tí ra như nè anh. Đúng mua cho mình luôn. Còn hai cua. Cái này
rồi đó hả? Đúng rồi. Cậu lại ăn miếng mì vậy cũng. Ăn cầu có chỉ mì á, thì có cầu xịt hai dĩa, một dĩa hai người ăn thôi. Đúng rồi. Cười đi. Hãy nuôi cá gì đó. Cá, cá. Lấy cho cậu đi coi cá to rồi. Rồi đi đâu cậu theo đi đi nha. Theo đi với điều kiện mày ăn ít mày đừng có nói đi. Nói đâu mày. Nó nói nào đâu mày. Đừng nói nữa thì cậu sẽ đi. Không không. Không không. Nào ăn ít. Ăn ít đỡ hao. Nước này thu nhiều. Cá coi gà đi coi cá coi cái nồi chỗ trồng 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 trồng. Cái đó công viên luôn. Này đó bệnh viện. Không phải là phơi. Bệnh viện Từ Châu. Công viên Nhật Bản. Đẹp không quá chứ. Nhiên dáng vậy. Dạ, xin cá ba đuôi lộn. Con nước này lâu quá. Vô chị cho tống tình. Đẹp lắm luôn, dưới bóc con cá lên luôn. Nhập từng nhục vậy. Ai cầm bóc cá, trời ơi, cá là cầm. Cho bóc hả? Cho hớt lên luôn hả? Bác lại hớt. Ngay người ta xé gì vậy? Rồi giọng bớt bớt đi đúng. Cho lên lẩu luôn nha. Con nghỉ đi anh ơi, ở quay nhiều không? Con nghỉ đi anh. Cho nó nghỉ đi. Đi coi nhiều mình chơi. Ủa nãy hấp mụ đeo ba lô luôn hả? Ba không đeo vậy. Chứ đây. Bỏ mới. Sáu quan gì vậy nè. Cá để vô bọn rồi. Mấy cái dao này lấy ăn. Mấy cái này ăn gì cái đó lẩu á, ăn lẩu. Lẩu mang cái đó. Đấy nè, lẩu ăn. Thôi lấy rồi quá, lấy rồi quá chứ chán làm sao. Không à. Xin gì ăn không sao. Chào phải đánh ra cho nó đầu. Cái đó ăn không? Cái gì cái lóc cao lại lại tối nay vừa chặt nữa nè, cái nồi lấy nồi luôn là xe hơi. Lèn ha bông. Có không chả các bạn. Qua vô luôn. Cái này. Cái này. Nè nè nè. Thôi đi nè, cho lấy về luôn nè. Nè. Bỏ ra đi. Quá tài. Hiểu chưa? Nó đã mặt cười. Nói gì nó cũng cười. Chưa nói thì cười. Nè, chuyện chuyện đi. Rồi anh móc xong anh chuyện. Ấp ấp ấp. Ấp. Dao đó dẹp. Mấy cái rau muống nãy đang lẩu cũng ngon. Nè, em nước nè.
không? Ừ, nó muốn chấm gì chấm chao vậy à? Đâu? Chao nè. Chao này á. Chao này chị bên. Phèo có phèo. Đâu có không? Xịt phèo không? Có cầm ra đúng không? Phèo chấm chao à? Thôi mình xịt ra mỗi cao đúng không? Cái không anh nè, mình xịt ra lần lần. Thôi mình dài thế rồi. Đây đây mới. Có gì vậy má? Thôi có rồi, có rồi. Ăn mà. Mua thằng đường lá cho mấy con nó. Đây đây. Rồi, rất nhiều câu la, ta ghét thì thịt chi hả? Thôi, rồi, tới đây vậy. Cái nhà bà ra ngồi luôn thôi. Lấy nhiều đi ăn bá. Ngoài chỉ luôn. Mới mày.
có cái cầu nào cũng là dạng là có hạt cái thôi chứ không tham hạ đâu. Yeah.
Còn nó câu đi bay lại rồi đó. Sao đây cà đi là thật. Mình vào nó cũng ngon lắm á. Ôi, chỗ đó uống xịt ra cái uống mì. Mày có dám còn ngon ha. Máy đi đây đó. Có gì đâu coi trời. Nước đang lùi lùi nữa thấy. Đâu thua ra. Tóc rậm này. Nó ăn hết mì dưới đây chưa đâu. Nó là mẹ nó thịt tắt mà. Nước đậu đậu ăn. Ông cậu ăn cục này không? Ăn không? Ăn chỗ này này. Ăn khoái hả? Nó gần bò á. Ăn đi lại đây ăn. Ăn bún không? Ăn chút thôi. Ăn mẹ ăn thịt với rau. Để mà ông đậu đâu thích rau. Ăn chứ ăn tí xíu rồi ha. No chưa ông đậu no không? No, sao không no, tao còn no mày nữa không? Tao cũng no. Còn cái này nữa. Chứ còn đâu ăn nữa mà. Không ăn cái này rồi, còn đâu ăn nữa. Cái này không không đậu. Xong rồi ông cậu về nước rồi đó. Cậu lát về ngồi xe hơi đi. À đúng rồi. Tôi ổng rồi. Đi có uống bia không? Có. Có uống bia mà. Nè nè. Dạ dạ mà dưới em uống đi. Uống đi. Bốn hả con? Chúc bốn hả con? Rồi làm nhưng mà bữa nãy cái này bữa này bữa nay bữa đâu rồi? Cái này nó làm đủ mũ ha, làm mấy con cây cây nó thấm như hết trơn mốt rồi nè. Mồm nữa hả? Mồm ngon á. Con ăn mồm quá, mốt đây nổi mày đứng mày nói. Không phải nhìn mồm mà cho mày vô gấp chứ. Nè, nữa nữa nè. Bỏ vô. Gấp. Đừng có xào lộn sợ. Đừng xào lộn sợ. Tao hổ lắm con. Dạ. Hả? Mày thật thôi. Mày thật nạt. Mày thật nạt. Cái này là ăn cao dền đó hả? Tao thấy nãy cái đó là ngon. Ăn cái này cao dền mới đúng. Mày lấy vô cái tùi, cái lẩu, cái đó mày để vô mất mùi của người ta. Cái đó là người ta ăn lẩu Thái. Rồi nè trả tiền đi. Mua bánh chén Tây Ninh nha. Ở đây nè không có đó đâu một rồi. Đây nè. Đây nè trong này nè. Nhiêu vậy? 800. Đẹp không? Thích không? Ý, thích tấm nào để chín rửa ra cho. Chín có mấy rửa luôn á. Ghê không? Tấm lần. Số này cảm được vậy. Cái gì? Thích bóp đó không? Không. Thích chín cho. Mũi bị kỳ màu hồng. Không thích màu hồng hả? Để ngạo nó chưa đi. Đi qua đây nè. Đó mình đi. Mấy bên đèn. Không.
mình đi coi đồ chứ. Bây giờ mình ghé qua thực phẩm tươi sống. Vô chỗ coi coi có chú sấy mua chú sấy. Đúng rồi, xe ăn đi. Đúng rồi, xe ăn đi. Đúng rồi, ăn đi. Mỗi lát ngồi xe không? Ngồi xe bánh tráng. Ăn nó đỡ nhức đầu rồi. Vẫn là quyết tai như đói luôn á. Lấy ai vậy? Yes. Ôi, để coi bán gì mát chưa ta. Ôi, trái cây. Cây tươi sống. Cái lụ bự dữ luôn. Có ăn gì không? Có ăn kẹo gì không? Có kẹo nè. Kẹo nha, ta không phủ dưa tưới vàng quá trời. Đúng rồi. Đang mỗi chén ăn cái mì udon ngon lắm nha. Bánh gì vậy? Ê, cái bánh này ngon nè. Con nhà ta con vui vậy. Bánh dầu ngon lắm rồi. Ừ. Sữa là sữa gì vậy? Sữa em xua. Sữa mà già. Nít đâu mà già đó. Mặt già. Có ăn kẹo không? Nó sữa rồi nè. Là sữa tươi sáng. Có ăn kẹo không? Ăn kẹo thì mua. Sữa rồi. Kẹo đào hả? Ăn cái phố nè. Ăn nhiều kiểu quá. Thầy có phụ hứa vậy nhiều. Ăn gì ăn hết chứ. Có sụt chó. Rồi, hơi lâu. Đủ dễ xịt. Đủ dễ xịt. Nè, sô-cô-la nè, muốn thích ăn cái này phải không? Mày lý nào. Có sô-cô-la màu kẹo thúi. Ờ, mình kẹo thúi đâu đi. Mang thì đi. Không mua gì thì đi. Ủa này là bán gì vậy ta? Trà đào. Cam ép. Ghê vậy, giờ mắc dữ rồi. Uống mà tiếc luôn. Refresh nha. Refresh, refresh. Quay làm gì vậy? Quay ngầu nè, đang YouTube nè. Ngầu hello giới thiệu đây. Rồi, ngầu dẫn đường đi. Ngầu nói follow me. Tây Ba nói đi. Ngầu. Đi cái tướng gì kỳ cục vậy? Đúng lượng nhiều không? Nhiều, 256. Anh mua em 256 thì 5 người đây. Cải không? Cải ngon á, mini. Thì không nha. Rồi, rồi. Mày nói cho bà đưa người chơi luôn. Thôi gọi gắn cặn cái thôi. Thôi. Thải vàng. Nó mua nhiều. Không có ăn nhập wifi. Trời ơi thôi tại xài. Sợ là cũng khó khăn. Để dành cho anh tiền mấy cái đó của tao. Để dành tiền mấy anh tiền. Của tao chụp hình kìa tao còn. Nói lại cho tao đi. Dạ, bản thân ta còn không có tiền nổi để cho bà. Bà nói xong tức xinh quá, xin iPhone. Tức dễ sợ.
đúng rồi. Đúng rồi, ta riêng rồi đó. Trời hết hồn nó ăn bún. Có lẩu chưa? Hay có chao chưa? Chậm cái quá hồn nó không nóng. Khỏi bỏ vô. Ăn gì kìa. Mà bút nước cho má. Thôi được rồi. Ăn. Có hồn ra trong bài kịp. Giống như nuôi bột giờ ăn. Ăn cãi không? Cãi đi, cãi bò. Ba bò béo quá nè. Thôi đủ rồi. Ăn. À, câu ra. Ai gắn ai gắn. Để nó lên ông cao lên. Nó bên cái lợn mà. Cao hơn mà cũng nên có hậu lên. Nó là cái món bạc. Nó là món nữa chấm nó kêu không. Nó có nè. Ta ăn nữa đây. Cao nổi. Ăn cục bò đi, ăn cục thịt đi. Ta ăn hết. Thịt ngon. Ăn thêm một giá mạnh chấm nó kêu. Cơm sắm nó no dai lắm. Cái nào
đầy bụng đó chị. Để mới rồi đó. Đây, nước uống nước không? Đây, mốc nước bên đây xoay xoay. Bánh cho con nhiều. Lấy mình cháu uống nước mía, sầu riêng, ăn cũng năng, chị cũng năng. Ăn đó mà. Ta đỡ qua đây. Hãy tiếp lên địa đạo của chị cho. Chị Nga ơi, chị Nga có chị Trang không? Anh chị Trang không? Ở nhà lầu được đâu hả? Chỉ là người Việt Nam ở đó nhận mới lắm à. Ờ, mà không có ăn. Ở đây chỉ có mì là chút sữa. Anh lầu xuống cũng được à. Mì ông cạo. Ông cạo. Anh lầu là kẹt phà. Cái lầu dướng là chú đích. Cái lầu là cái đầu dướng là chú đích. Anh lấy cho hầm vô. À, cái này thì tối về cho nó nghe cô cho nó việc thì là ngon nó ngon à. Mì nữa cái này nữa cha vô à. Ở gì bà ơi, gì nó chung cho nó đi trời đất để tao à, trời đất để tao sớt cái nó chua ngon mà lấy đồ chua luôn mỗi chè thử con thử uống chai rượu là uống không uống chai rượu đi chai rượu có chai rượu gì đó đó rượu đó mình uống bạn thôi mình uống. Cái đó rượu dạ vang hồi nãy uống ngon á cái đó mình uống cái này đâu nhậu rượu vang tết á rượu tết nấu tết gì đâu vậy không sai không về con chai bự cho mấy kệ đó nam bự bự cho biết kể là chơi gì. Đi đi ông vòng vòng đi. Ở vòng vòng chơi. Có một cách chơi bự thì bá luôn. Cái này trong chết à. Cái salad đó.
ngày nay quạnh năm cũng vậy, nghe cai tưởng nó xịt xà lách và nó xịt mài ông vậy, ăn xà lách à dễ lắm. Với cai tưởng không vậy á. Ở chợ đốc đó, người ta nuôi nó nuôi hành bỏ vụn vào dịch người ta nuôi gì nuôi trên ăn xà lách không à đó là mà có nuôi con ở đó bà bán nuôi chết em nghe ăn gì siêu 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 ủa ta nuôi chết vậy nghĩ sao chết cái lu á để xà lách vô ngoài sao á cái lu qua rồi chắc hơi nắng quá nuôi bự lắm á nuôi nhỏ nuôi bự như nè để tay nó cắn á bây giờ hồ cá nuôi chung với con cái rồng rồi đó hồi đó nhà mình mày không có cái lô á chỗ nuôi đi chỗ mà nuôi cho phải nuôi con cắm phạch rồi trắng á cái tượng trắng á mà tượng đen có hả ăn đen thì ghê các tượng trắng là kiện tượng đen thì ghê lắm chứ mày à tượng trắng là kiện tượng trắng ăn gì hả lắm nhiều không anh mình để mốt cái cho nó ăn cơm với cái nó quen đâu ăn hộp luôn đây phải làm cái tượng mấy cánh gì rồi là da thôi thôi qua bên kia mới hỏi đi qua bánh nước bây giờ ông đi liền đi tới tỉnh mẹ dòng cậu à cánh liền là cái gì á để hậu mãi phát liền đi tới tỉnh mẹ làm sao phải bán nước mía được bán nước mía nọ vô đẹp lắm á chỉ cái tay vô bán nước mía cũng đâu cả cỡ phần nữa mới ổng chứ cái kem chắc nó chảy tại này chỉ cái tiếng nói trời ơi hải tao để kiếm nói tối vậy nha. Ngủ. Có muối, luôn. Đây nè. Nè, dĩa này giá nè, dĩa này nè. Có mini giòn ngọt. Chua. Không phải. Chua hả? Lẩu thay xịt cái lẩu. Bao hình thể đâu? To dục à. Cả bao đó. Ăn thì sạch lưỡi. Hồi xưa sari của mình nằm đậm. Rồi, dễ sạch. Lúc này em hết tên em.